ngày hôm nay khủng long sẽ chơi trò chơi sức mạnh đôi tay. Chơi đi. Điểm cao nhất chính hàng 3 và chính hàng 2 đó. Bớt dở, bớt dở. Bớt dở. Làm kỷ lục đi coi. Hả? Làm kỷ lục đi coi. Kỷ lục đi. Kỷ lục đi các bạn. Má ơi, có không, có không? Ê, không, không, không. Không được. Thấy nó mạnh lắm rồi ta. Có em, có em. Thưa quý vị, đây khủng long cái cũng đánh luôn. Con mẹ đi. Sao nó chơi kỳ vậy? Nó chơi nhẹ nhẹ, sai đại mà sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy? Sao?
câu trả lời. Đây là cuối nha, cuối nha. Trời ơi, cuối mà còn không thắng được. Trời, chán. Em nhắm mắt, anh qua đây, em nhắm mắt em nhắm mắt mà vẫn thắng em. Đây đây. Nè, bây giờ tới mày nè. Cái tập bóng mày nè. Mày đứng ra.